Xin chào các bác đã đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay giới thiệu cho các bác mẫu xe đạp đua Merida Fit được trang bị full bộ hợp hút Shimano Tiagra, không nhôm, nước sơn nguyên bản, thành 700C cao vàng. Toàn bộ phần khung của chiếc xe là từ nhôm, dây phanh sau sẽ chạy êm sườn, còn dây đề ngoài thì chạy ngoài. Cái tông màu đỏ rất là đẹp, xe thì còn khá là mới. Các bạn thấy trên hình là cái độ mới của chiếc xe thì còn rất là tốt, hầu như là không có vết xước nhỏ nào đáng kể trên xe. Những cái vết bẩn, những cái vết ố này lau là sạch, vết keo. Thật chạy một bộ vào lúc Shimano Tiagra. Xe có để thẳng cái bảo vệ bộ đề sau ở đây. Bánh 700C và nhôm cao bản. Về phần ghi đông thì cũng được trang bị bộ tay lắc và Tiagra với 10 tốc độ, 10 speed tương đương với 10 tầng lít, ở bên này là 2 tầng đĩa. Nó sẽ có 20 tốc độ khác nhau. Bánh bánh Vuita, bánh sau bị vào cái lỗ. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Size xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 52 cm, từ khóa cọc yên đến tâm phủ phốt là 55 cm. Nếu chiếc xe vừa mới bắt từ khoảng 1m65, 1m66 đến khoảng 1m75 nhưng là phù hợp 1m80 đi cũng được. Chiếc xe đang bán bên em mức giá chỉ là 11.500.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bạn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất từ những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.